Hello, chào bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đi săn và test sức mạnh của con xe mới trong ước nhìn chầm sao. Bây giờ chắc là mấy bạn đợi clip mình lâu phải không? Thật ra tuần vừa rồi không phải là mình lười đâu, mà mình mới bị YouTube cấm đèn 7 ngày các bạn. Hôm nay mới đăng clip được nè. Bữa tự nhiên up cái clip con free mới á, con giáo bắn xét á, tự nhiên up lên cái tự nhiên bị phạt luôn. Vãi thiệt, 81 là kiếp nạn làm YouTube của tôi. Chắc nhiều bạn cũng chưa coi được cái clip đó luôn á. Ok, chúng ta sẽ săn xe này nha. Phần phẩm linh tinh nó trúng rồi, còn mấy cái phẩm quan trọng. Phát này là nhân phẩm nè. Mấy đợt mình nhân phẩm hơi nhiều luôn á nha. Không nhân phẩm 2.000 này nữa là 8.000, 8.000 mấy á. Xe đây. Con này đẹp thiệt. Cái hiệu ứng ngay đầu xe đẹp vậy ta. Không có động tác. Cái cánh cái sao nó không hợp với bộ đồ này hết trơn à. Không mơ sao đêm bồng bề. Xe làm quả hiệu ứng đầu xe đỉnh vậy. Ồ, bộ xe cũng đẹp nha. Xe hiệu ứng VIP đấy các bạn. Tuyệt chiêu. Mỗi lần vào rip có 45% xác suất trong 10 giây. Tốc độ cao nhất của Minibus cộng 5 m/giờ. Sau này mình nuốt cộng 14%. Đây tóc cũng ngon lắm. Cái này beta, beta tiền cá. Tiền hóa lên nha các bạn. Ok, mát. Chưa có cơ duyên. Sao quá cái skin thấy vừa ta, thấy cái mặt đền đẹp hơn á. Tuyệt chiêu, đạo cụ. Chuyển đi cho hạng 500 cho đồng đội có xác suất nhận được mật. Đạo cụ nhận mật làm chi, đạo cụ cùi. Tốc độ thì dùng bút trên không, có 3 xác suất 42% trong 7 giây. Tốc độ cao nhất cộng 3 cái mấy giờ. Ồ, cộng có 3 vậy. Ồ, cái bếp này lỏ các bạn ơi. Đạo cụ kêu đạo cụ tốc độ đều cùi hết các bạn. Xe đập đớp 31.1. Ồ, hiệu ứng bô nữa kìa. Con này đẹp dữ vậy ta. Đỉnh vậy. Đợi hướng không mạnh lắm, hơi yếu. Skill 35.1. Thấy đầu xe gợn gợn sống là thấy ghiền liền. Xe đúng kiểu luôn á. Đang có skill nha. Skill thì boost tốc độ với mini boost đẩy tốc 14% thì cũng khá là ngon đấy các bạn. Grip là có tỷ lệ. Con này kiểu giống Lambo các bạn. Nó grip rồi nó sẽ có tỷ lệ phát động boost tốc với đẩy tốc. Và trong thời gian mà phát động kiểu thì nó sẽ không phát động vòng lại. Tỷ lệ hơi thấp hơn là một tí. Ồ, cái đó không có boost à. Nó phải có boost là CW, xong nó nối ngôi sao thành CW á. Đẹp vãi luôn á. Con này có thêm miếng hồi nitro nữa là ngon. Xe kim cương mới mà có hồi nitro hơi có điểm trừ ở đoạn này khoảng này nha. Cuối là về đây nha. Đừng có chạy như vòng một qua kia đi. Bày bằng phách nữa. Công nhận con này đẹp vãi luôn á. Không đâu nói nha.
này đứng trên không nữa. Đúp đúp. Con này cái phần đổi hướng nó mình không ưng lắm, nó muốn còn yếu. Chạy map này cần đổi hướng nha. Con này mà chạy kiểu kiểu giống lửa bố các bạn ạ. Cũng là bố sức mạnh mini boost với tốc độ. Và cái phần đổi hướng nó cũng tù tù như lửa bố vậy. Mà được cái skill này nó boost nhiều hơn lửa bố. Nhưng mà nó không có hồi nitro. Không mà tính ra sức mạnh con này nó cũng ngang mấy con sweep bass thôi các bạn ạ. Nên bạn nào mà cảm thấy nó đẹp thì mới săn nha. Chứ nói về sức mạnh thì so với mấy con xe A-Meta hiện tại này, thua nhiều. Xe A mà kiểu như là xe A mới kim cương bây giờ là nó phải có skill độc xíu. Nhưng mà chứ bình thường là nó không mạnh nữa đâu. Còn nếu mà bình thường là cái phần đẩy tốc nó phải lật lên. Đẩy tốc rồi tốc độ rồi hồ nitro, nói chung là nó có đủ mọi thứ luôn. Kiểu vậy. Nó giống như Kunijit vậy đó. Và mà phải lực hơn nữa. Zing Speed Mobile, tốc độ bộc lộ kỹ năng.